Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023. Chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức đối thoại với cán bộ chiến sĩ công an cấp xã và đoàn viên thanh niên. Xác định rõ vai trò nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn khu kinh tế tỉnh Trà Vinh không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tạo sự chuyển biến rõ nét ở từng cấp công đoàn, từ đó động viên công nhân tích cực lao động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị các bạn, tiếp tục thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 7 tháng 6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Mở đầu phiên làm việc sáng nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về hệ thống văn bản chính sách pháp luật về công tác dân tộc rất nhiều, có chồng chéo, mâu thuẫn gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lền cho biết, công tác dân tộc thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau, nên một văn bản chính sách là lĩnh vực khác nhau. Bộ trưởng khẳng định hệ thống văn bản hiện nay ban hành tương đối đồng bộ và bám sát quy định pháp luật, sự chồng chéo mâu thuẫn cũng không có nhiều, chính phủ sẽ rà soát, điều chỉnh, sửa đổi để khắc phục tình trạng này. Trả lời chất vấn về tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Hầu A Lền cho biết, việc thiếu đất ở và sản xuất là việc rất lớn. Qua khảo sát, đến năm 2019, nhu cầu về đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số là trên 24.000 hộ gia đình và trên 43.000 hộ gia đình cần đất sản xuất. Sau khi tính toán, Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ đưa ra mục tiêu đến năm 2025 giải quyết 60% nhu cầu đất ở cho người dân, còn lại giải quyết vào giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào nơi khó khăn nhất, nơi đồng bào chưa được hỗ trợ chính sách nào. Cũng trong buổi sáng nay, Quốc hội còn tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong đó, các đại biểu Quốc hội đã gửi đến Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ các câu hỏi tập trung vào các nội dung gồm chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống, việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, đại biểu Quốc hội chất vấn về các giải pháp giúp ứng dụng công nghệ cao rộng khắp để giúp nâng cao năng suất lao động và đời sống cho bà con nông dân. Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quỳnh Thành Đạt cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai các biện pháp về khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, để ứng dụng hiệu quả vào phát triển nông nghiệp. Đến nay, trong 690 vùng sản xuất nông nghiệp, có trên 70% đạt tiêu chí vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và có gần 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Song việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp còn nhiều rào cản do cần nguồn vốn lớn để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất, đào tạo nhân lực. Đồng thời, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi còn thiếu các công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro như là bảo hiểm nông nghiệp, quỹ đầu tư bảo hiểm công nghệ cao. Bộ trưởng Quỳnh Thành Đạt cho biết, giải pháp sắp tới là hoàn thiện cơ chế chính sách để khắc phục khó khăn hạn chế này. Mặt khác, Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có trách nhiệm trong việc bảo đảm cho các khu này phát triển đúng mục tiêu, định hướng, đồng thời cần triển khai tổng thể đồng bộ các giải pháp, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ về khoa học công nghệ. Đầu giờ chiều nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bố trí quản lý sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc quản lý sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện trường, đơn vị sự nghiệp công lập, về cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ và việc thực hiện chính sách pháp luật về Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, tập trung vào các vấn đề gồm giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa và công tác quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, công tác đào tạo, sát hạch, cấp thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Thị ủy Duyên Hải vừa tổ chức sơ kết tháng 5 và đề ra chương trình công tác tháng 6 năm 2023. Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Duyên Hải, chủ trì hội nghị.
Trong tháng qua, thị ủy Dương Hải tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thị xã Dương Hải lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thị ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân thị xã tập trung chỉ đạo các phòng ban ngành thị xã, ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thành lập ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số. Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, bí thư thị ủy đánh giá cao kết quả mà các cấp, các ngành và địa phương đã quan tâm thực hiện, đồng thời đề nghị tập trung dồn sức cho tháng 6 và những tháng còn lại năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nhất là nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở các xã phường, nhất là trồng rau màu trong nhà lưới, nhà màng, huy động các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại 4, tiếp tục nâng chất các tiêu chuẩn đô thị loại 3, tập trung tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh trên người, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, vận động tạo nguồn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, xây dựng đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở trường Long Hòa, thực hiện cấp căn cước công dân và đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện ủy Dương Hải cũng vừa tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết tình hình hoạt động tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6 năm 2023. Ông Lê Vũ Phương, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Trong tháng 5, Huyện ủy Dương Hải tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, các ngành các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập nghị quyết các cấp, chuyên đề năm 2023 của tỉnh ủy, huyện ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên đoàn thể. Tình hình kinh tế xã hội chuyển biến tích cực, với tổng sản lượng thu hoạch đến nay 17.500 tấn, đạt 32% nghị quyết, so với cùng kỳ tăng 86 tấn. Thu hoạch dứt điểm 2.300 hecta vụ lúa đông xuân, năng suất bình quân 5,7 tấn một hecta, sản lượng 13.160 tấn. Kết luận hội nghị, ông Lê Vũ Phương, bí thư huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới tập trung triển khai, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức các cuộc hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo cung ứng cho thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Ngành chuyên môn nắm chắc tình hình sản xuất trên địa bàn, phối hợp các xã Đông Xuân, Đông Châu và Ngũ Lạc tuyên truyền vận động người dân xuống giống lúa vụ hè thu đúng lịch thời vụ, tiếp tục cải tạo vườn tạp, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết để bảo vệ sản xuất, thực hiện tốt công tác tiêm phòng và giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch tả heo châu Phi, bệnh dạy trên chó mèo, thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ con giống, thức ăn, thuốc thú y, thủy sản, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã. Các ngành đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên đoàn thể và nhân dân tham gia vào kinh tế tập thể, các hộ có điều kiện thành lập doanh nghiệp, xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP. Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh với cán bộ chiến sĩ công an cấp xã và đoàn viên thanh niên. Đại tá Trần Xuân Ánh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy, giám đốc công an tỉnh và hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an cấp xã và đoàn viên thanh niên cùng tham gia đối thoại. Tại buổi đối thoại, đại tá Trần Xuân Ánh, bí thư đảng ủy, giám đốc công an tỉnh cùng lãnh đạo công an một số đơn vị có liên quan đã giải đáp nhiều câu hỏi của cán bộ chiến sĩ công an cấp xã về các vấn đề có liên quan đến việc bố trí biên chế, chế độ chính sách, việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác, việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hướng giải quyết các thủ tục hành chính, công tác quản lý người nghiện và giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ tại địa bàn cấp xã. Đối với lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh, đại tá Trần Xuân Ánh đã giải đáp một số nội dung về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ công an, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia công tác đoàn, việc trang bị thiết bị phục vụ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trước những tác động tiêu cực trên không gian mạng, vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, phản bác những thông tin xấu độc, giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số trong lực lượng công an. Phát biểu kết luận hội nghị, đại tá Trần Xuân Ánh, bí thư đảng ủy, giám đốc công an tỉnh, biểu dương tinh thần thẳng thắn của cán bộ chiến sĩ công an cấp xã và đoàn viên thanh niên, đồng thời tiếp thu những kiến nghị đề xuất tại buổi đối thoại và ghi nhận biểu dương những nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã và đoàn viên thanh niên trong thời gian qua.
Thời gian tới, Đại tá Trần Xuân Ánh yêu cầu toàn lực lượng công an Trà Vinh khắc ghi và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với lực lượng công an nhân dân, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Lực lượng công an cấp xã là lực lượng tiên phong đi đầu thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và khắc phục những hạn chế thiếu sót trong quá trình công tác, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và phản ánh những khó khăn bất cập để kịp thời giải quyết. Đối với lực lượng đoàn viên thanh niên phải xây dựng được lập trường, tư tưởng vững vàng, không ngừng phấn đấu rèn luyện, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy, công an nhân dân. Ngày 6 tháng 6, Hội Nông dân huyện Cầu Kè tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh Quy Nhơn, Bí thư huyện ủy Cầu Kè đến dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện Cầu Kè đã thực hiện các hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã tổ chức phát động gần 51.850 lượt hộ đăng ký, qua bình xét công nhận 4.800 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 7 hộ đạt cấp trung ương, 82 hộ cấp tỉnh, 303 hộ đạt cấp huyện. Thu nhập bình quân các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng từ 375 triệu đồng lên 472 triệu đồng một năm. Ngoài ra còn vận động thành lập mới 13 hợp tác xã nông nghiệp, 7 chi hội nghề nghiệp, 243 tổ hợp tác do hội nông dân quản lý và 493 tổ hội nông dân nghề nghiệp kiểu mẫu, có 14.500 hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ đã xóa được 210 hộ hội viên nghèo và 425 hộ hội viên cận nghèo. Song song đó, các phong trào thi đua khác do hội phát động cũng được tiếp tục phát triển sâu rộng và được nâng cao về chất, có sức lan tỏa, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại đại hội, Bí thư huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Hoàng Khải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân huyện cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đông đảo hội viên, thực hiện các hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên nông dân, xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ theo chuỗi giá trị, nâng cao kinh tế nông hộ. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa 10 gồm 19 thành viên, bầu 27 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Quỳnh Thanh Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cầu Kè nhiệm 2023-2028. Ngày 6 tháng 6 tại xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tọa đàm lồng ghép khảo sát và kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở gắn với hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Kè. Đến nay, toàn huyện có 67 tổ hòa giải ở cơ sở với tổng số 157 hòa giải viên. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải 127 đơn. Kết quả, hòa giải thành được 120 đơn, đạt tỷ lệ 94%. Bên cạnh đó, các xã thị trấn trong huyện còn xây dựng được nhiều mô hình hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, như mô hình hòa giải cơ sở Ba Tốt, ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú, mô hình phát huy vai trò người có uy tín tham gia hòa giải ở cơ sở, ấp Dòng Lớn, xã Hòa Ân. Tại buổi tọa đàm, đại diện các tổ hòa giải đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời cũng phản ánh những khó khăn vướng mắc đang gặp phải trong quá trình hòa giải ở cơ sở và đã được đại diện Sở Tư pháp chia sẻ tháo gỡ từng vấn đề cụ thể. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Sáng Tư, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, đề nghị các tổ hòa giải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần xác định phân loại vụ việc cho chính xác. Sau khi phân loại, nếu vụ việc phải đưa ra hòa giải theo quy định thì cần quan tâm việc chọn hòa giải viên cho phù hợp. Đồng thời trong quá trình hòa giải, tùy vào vụ việc cụ thể mà có thể mời thêm thành viên là người có uy tín hoặc đại diện các đoàn thể để cuộc hòa giải đạt hiệu quả. Mặt khác, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh cũng đề nghị Phòng Tư pháp huyện Cầu Kè sớm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi hòa giải viên xuất sắc năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ. Trong tổng kết, cần quan tâm khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu và các mô hình có hiệu quả trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Được biết, theo kế hoạch, từ đây đến ngày 13 tháng 6, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội nghị tọa đàm
lồng ghép khảo sát và kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, gắn với hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở ở các huyện, thị, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh. Ngày 6 tháng 6, ông Đỗ Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đến thăm hỏi và động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Hòa Lợi. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Hòa Lợi, ngày 4 tháng 6 trên địa bàn xã xảy ra mưa kèm lốc xoáy đã gây ảnh hưởng đến 5 ấp trên địa bàn xã, gồm ấp Trì Phong, ấp Kênh Sáng, ấp Chăn Mật, ấp Ruông, ấp Quy Nông A, gây thiệt hại về tài sản của 44 hộ dân, trong này có một hộ bị sập nhà hoàn toàn và có hai hộ bị thiệt hại về sản xuất. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã bị ngã trụ truyền thanh với tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 200 triệu đồng. Ông Đỗ Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã đến thăm hộ ông Trần Trung Thành ở ấp Quy Nông A, là hộ có nhà bị sập hoàn toàn do lốc xoáy, là hộ có hoàn cảnh khó khăn, và đến khảo sát tình hình khắc phục sự cố của một số hộ ở ấp Trì Phong. Tại đây, ông Đỗ Minh Tiến đã gần động viên chia sẻ với gia đình bị thiệt hại, mất mát tài sản, mong muốn các thành viên trong gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương triển khai nhanh chóng và kịp thời các chính sách hỗ trợ cho hộ dân theo quy định và tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đêm qua 6 tháng 6 tại nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc giải du lịch bóng chuyền trẻ quốc gia năm 2023. Giải du lịch bóng chuyền trẻ quốc gia năm 2023 có gần 300 vận động viên đến từ 11 đội bóng chuyền nam và 13 đội bóng chuyền nữ của các tỉnh thành ngành trong cả nước tham dự. Ở giải nam được chia thành hai bảng, bảng A gồm 5 đội: Biên phòng Long An, Ninh Bình, Sanet, Sana Khánh Hòa và đội chủ nhà Trà Vinh. Bảng B gồm 6 đội: Bình Dương, Bến Tre, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thể công Tân Cảng. Ở giải nữ cũng được chia thành hai bảng, bảng C gồm 6 đội: Vĩnh Long, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, Hà Nội và Việt Tin Banh. Bảng D gồm 7 đội: Quảng Ninh, Long An, Hải Dương, Bộ Tư lệnh Thông tin, Kinh Bắc, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Đắk Lắk. Các đội nam và nữ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và đấu chéo giữa các bảng để xếp hạng. Các trận thi đấu vòng loại bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 6 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Trà Vinh. Dự kiến trận chung kết nữ sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 6. Trận chung kết nam và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Đây là giải đấu nhằm bồi dưỡng tài năng trẻ, tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc để tập trung đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, xác nhận thứ hạng các đội và phong cấp cho các vận động viên. Trong đêm khai mạc, đội chủ nhà Trà Vinh gặp đội Biên phòng. Sau 5 hiệp đấu, Trà Vinh thua Biên phòng với tỷ số 2-3. Sáng nay ngày 7 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Dục và Đào tạo, Sở Động Thương binh và Xã hội, tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức Hội thi Sắc màu Tuổi thơ tỉnh Trà Vinh năm 2023. Hội thi mang chủ đề Nét vẽ Hạ Thương. Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em tỉnh Trà Vinh năm 2023. Tham gia hội thi có 10 đội với 100 thí sinh được tuyển chọn từ vòng thi cấp cơ sở của trường tiểu học, trung học cơ sở trong tỉnh, bao gồm thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Cầu Kè, huyện Càng Long, huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải, Tiểu Cần, huyện Châu Thành, huyện Cầu Ngang và trường thực hành sư phạm tỉnh Trà Vinh. Hội thi Sắc màu Tuổi thơ là hoạt động văn hóa dưới hình thức nghệ thuật hội họa. Hoạt động nhằm giúp các em thể hiện cảm xúc, nâng cao tư duy sáng tạo, năng lực thẩm mỹ để hoàn thiện những tác phẩm. Hội thi năm nay ban tổ chức đưa ra các chủ đề như Ước mơ của em, Trà Vinh trong mắt em, Biển đảo Việt Nam, Gương người tốt việc tốt. Qua những chủ đề trên sẽ giúp các em nâng cao nhận thức, thể hiện ước mơ hoài bão của mình, cũng như ý thức sâu sắc hơn về tình yêu quê hương đất nước, con người Trà Vinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời đây còn là hoạt động nhằm phát huy năng khiếu hội họa, tạo điều kiện cho các em học tập giao lưu, vui chơi lành mạnh, thể hiện sự quan tâm của các ngành các cấp nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Thưa quý vị các bạn, xác định rõ vai trò nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, công đoàn khu kinh tế tỉnh Trà Vinh không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tạo sự chuyển biến rõ nét ở từng cấp công đoàn, từ đó động viên công nhân tích cực lao động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh. Hiện nay công đoàn khu kinh tế tỉnh Trà Vinh có 24 công đoàn cơ sở trực thuộc, so với đầu nhiệm kỳ tăng 8 công đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên công đoàn hơn 11.000 đoàn viên. Trong những năm qua, công đoàn khu phối hợp chặt với các doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật lao động, cải thiện tốt môi trường làm việc cho người lao động,
hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, công đoàn khu kinh tế và các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là tổ chức chương trình Tết Sum Vầy. Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã vận động nhiều doanh nghiệp tổ chức tặng hơn 75.000 xuất quà cho công nhân đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 15,5 tỷ đồng. Rất khó khăn nhưng mà công ty vẫn có tiền thưởng, đáp ứng tiền thưởng cho công nhân 1 tháng rưỡi lương là 1.5. Nhưng mà chúng tôi sẽ chung tay góp sức với công ty Yasaki sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để cho công ty càng phát triển. Trong thời gian vừa qua thì công ty đã chăm lo và quan tâm đến đời sống của anh chị em người lao động tại công ty. Và cái kỳ vọng của người lao động tại công ty là mong muốn công ty sẽ có nhiều đơn hàng hơn để người lao động có thể được cống hiến cái sức lao động của mình. Và bên cạnh đó thì người công nhân họ cũng cải thiện được cái mức lương cũng như là đời sống. Xác định công tác chăm lo nhà ở có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động. 5 năm qua, công đoàn khu kinh tế đã vận động hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 40 căn nhà, mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Thông qua đó, rất nhiều mái ấm được đầu tư hoàn thiện và thực sự trở thành niềm tin, điểm tựa vững chắc đối với người lao động, giúp họ an cư lạc nghiệp. Là một trong những đoàn viên công đoàn được hỗ trợ mái ấm công đoàn vào cuối năm 2022, anh Võ Thanh Hùng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Xuất Khẩu Hùng Vĩ, rất phấn khởi khi có được căn nhà mới khang trang. Anh Hùng cho biết gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở bị dột nát và xuống cấp nhiều năm liền, nhưng không đủ điều kiện để sửa chữa. Được công đoàn khu kinh tế xét tặng mái ấm công đoàn với số tiền 40 triệu đồng, cộng thêm sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, anh đã hoàn thành được mái ấm như mơ ước. Đây cũng chính là động lực để gia đình anh Hùng tiếp tục vươn lên, cố gắng lao động, phát triển kinh tế. Trước kia đó, nhà của mình nhách lá, rồi mái to nhách lá nó dột nát hết trơn, gách nát hết lá hết trơn. Từ khi được mái ấm công đoàn cho cái mái ấm công đoàn, bây giờ gia đình cũng khá yên tâm, có chỗ ở vững chắc, yên tâm mà đó làm việc lo cho hai con ăn học. Nhân các ngày lễ, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hàng năm, công đoàn khu kinh tế cùng các công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, vừa giáo dục truyền thống, vừa tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn được gặp gỡ, phát huy tài năng, sức sáng tạo và gắn chặt thêm tình đoàn kết. Điểm nhấn trong tháng công nhân năm 2023 là chương trình Đến với nhà trọ công nhân, gắn kết thêm tình hữu nghị giữa người lao động với tổ chức công đoàn. Đây cũng chính là dịp để tổ chức công đoàn, chính quyền, các ban ngành địa phương nắm bắt thực trạng đời sống, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động đang sống ở các khu nhà trọ. Công đoàn khu kinh tế đã triển khai xây dựng kế hoạch triển khai đến các công đoàn cơ sở, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động như thăm, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức các cái hoạt động thể thao bóng đá mini, rồi để cho đoàn viên có dịp để giao lưu, trao đổi, học hỏi. Đối với cái công tác chăm lo thì không chỉ riêng tháng công nhân công đoàn thực hiện, thì trong quá trình thực hiện thì công đoàn khu kinh tế chỉ đạo công đoàn cơ sở thường xuyên liên tục trong cái việc mà quan trọng nhất là cái việc mà chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp như bệnh hiểm nghèo và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, công đoàn khu kinh tế tỉnh Trà Vinh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đặc biệt là thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nhiệm kỳ 2018-2023 thì ban chấp hành công đoàn khu kinh tế đã đưa ra 10 cái chỉ tiêu. Thì dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban chấp hành công đoàn khu kinh tế thì trong thời gian qua đã đạt 10 trên 10 cái chỉ tiêu, trong đó thì có 4 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đại hội. Quan trọng nhất là đối với cái chỉ tiêu phát triển đoàn viên đối với các công đoàn cơ sở trong cái khối doanh nghiệp và thành lập công đoàn cơ sở ở các cái đơn vị doanh nghiệp
trong cái địa bàn khu công nghiệp và khu kinh tế. Với cái phương châm của đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 là đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, thì chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ là phấn đấu kết nạp đoàn viên đạt 95% trở lên và ít nhất là 85% doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức công đoàn đủ điều kiện để đại diện thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định của pháp luật, ít nhất là 85% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động, người ban hành và triển khai thực hiện quy chế dân chủ. Trong giai đoạn mới, công đoàn khu kinh tế tiếp tục phát động và lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là động viên công nhân tích cực lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin cuối ngày.